Rồi, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em có chiếc Maraba sản xuất năm 2019 á, phiên bản có ghế điện. Đây là bản Uniu trước khi ra cái phiên bản 2020. Đấy. Bản này là bản Philip nhá, bản Philip. Chuẩn nó là bản Philip. Có phanh tay điện tử và cuối năm 2019 thì ra Maraba đã ra thêm cái option là có ghế điện, có ghế lái chỉnh điện ạ. Đấy. Rất là tiện lợi. Maraba. Chiếc này là một trong số những phân khúc bán chạy nhất trong tất cả các dòng xe ở Việt Nam hiện nay. Maraba 2019 màu trắng. Chạy hơn 1 vạn km. Hiện tại thì chiếc xe này được giao bán với giá trên 600 triệu một chút. Mời các bác bớt chút thời gian qua cửa hàng em xem xe để cùng trao đổi và thương lượng về giá cả. Xe này thì em vẫn hỗ trợ các bác vay 75%, bao test hãng, check hãng toàn quốc cho các bác. Cam kết với các bác luôn về mặt chất lượng, đảm bảo cho các bác luôn là xe của em không có chuyện đâm va ngập nước. Máy móc thì được nguyên bản. Đấy. Ghế lái chỉnh điện đây nha các bác nhá. Rất là tiện lợi. Nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với ghế cơ. Trong khi các bác lái, nếu các bác muốn chỉnh cái ghế của mình thì ghế chỉnh điện nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Trên bản Philip này thì thiết kế khá là tinh tế, khác hẳn so với đời các cái đời trước đó. Chiếc xe này em mới mua nhá, chưa dọn dẹp gì cả, mọi người nhìn nó vẫn còn bụi này. Nhưng mà sau khi em cho đi dọn dẹp sạch xe đi thì nó sẽ như một chiếc xe mới luôn. Ghế lái rất đẹp, có cửa nóc nhá, cửa sổ trời đấy. Chiếc xe này của em chạy 11.000 km. Rất là mới. Có thêm lắp thêm cái cảm biến ạ. Bình thường thì Maraba là không có cảm biến đâu ạ. Chiếc xe này lắp thêm nha các bác nhé. Vô lăng zin. Rất là đẹp. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị thêm cái camera hành trình, thiết bị giám sát hành trình. Tất cả những cái phím bấm chi tiết trên xe còn rất là mới. Đây là một điểm rất là giữ gìn của chủ xe. Họ vẫn chưa bóc cái ni lông từ đầu của xe. Cốp Maraba thì cũng khá là rộng. Lốp số cua. Về cái động cơ Skyactiv của Mazda thì em thấy là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Em thấy chưa một khách hàng nào của Mazda kêu là xe Mazda tốn xăng cả. Đặc biệt là cái loại Maraba này thì nó vô cùng tiết kiệm luôn. Rồi, ngắn gọn với các bác một chút, em có chiếc Maraba sản xuất năm 2019, màu trắng, ghế chỉnh điện, biển Hà Nội, chạy 11.000 km. Xe này em vẫn hỗ trợ vay 75%, bao test hãng, check hãng toàn quốc, giao xe toàn quốc cho các bác. Mời các bác bớt chút thời gian qua cửa hàng em xem xe rồi cùng trải nghiệm về chất lượng nhé. Khi cần có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên là ấn like và đăng ký anh ủng hộ cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.